ngày 9 tháng 9 năm 2019, Tổng cục Dân số đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổ chức Tiêu chuẩn Y tế Canada. Đây là tổ chức nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn, chương trình đánh giá và các phương pháp khác để hoàn thiện các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội cho các nhóm dân số khác nhau, đảm bảo cho các nhà cung cấp có dịch vụ đạt chuẩn và được công nhận hoạt động. Tại buổi làm việc, đại diện Tổng cục Dân số đã trình bày một số hoạt động mà Tổng cục Dân số đang triển khai, như giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, giảm tỷ lệ người mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Nhận thấy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, hai bên nhất trí sẽ nghiên cứu và triển khai sâu hơn các hoạt động trong lĩnh vực này, hướng đến mục tiêu mang lại các dịch vụ nâng cao sức khỏe người cao tuổi chất lượng và thống nhất về quy chuẩn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi phải có những giải pháp để thích ứng. Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Thị Ngọc Lan cảm ơn những chia sẻ của phía bạn, đồng thời đánh giá cao kết quả đã đạt được trong buổi làm việc và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và triển khai những hoạt động cụ thể trong thời gian tới.